sách nói về miền viễn Tây Hoa Kỳ ngày xưa nè, cowboy nè. Giống như mình coi phim cowboy á, giống vậy nè. Khu này là mấy cuốn sách về nấu đồ ăn chay, vegan là thức ăn chay á. Người nào muốn ăn chay nấu theo kiểu Mỹ thì đây là mấy cuốn sách chỉ dẫn cho mình cách nấu đồ ăn chay, món ăn Mỹ. Phía bên đây là cuốn sách nấu ăn của quốc tế nè, mấy món món Tây. French Cooking for Beginners này. Sách dạy nấu ăn kiểu Pháp cho người bắt đầu. Đây là sách của châu Á. Thường thường thức ăn Nhật ha, cái này Trung Quốc. Cuốn này nè, dạy nấu đồ Thái nè. Pepper Thai. Này đó từ món gì? Cuốn này cuốn sách này dạy nấu thức ăn Việt Nam. Nó các bạn ơi. I cannot read that. Cơm Việt Nam. Này nó chụp hình ở bên Việt Nam không hả? Mấy quán ăn hả? This is for young readers. Sách này sách mới hả? Holmes. Sách này là nó mua một cuốn thứ hai là nửa giá. Cũng nữa. Cái gì?